Vâng, cùng quay trở lại với Văn Trung. Thì hôm nay tôi đang có mặt đây là xã Hòa Hội ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nơi đây tôi có một cái sản phẩm mà anh chủ nhà anh muốn gửi gắm đến quý vị. Nói chung là alo là diện tích 4 xào 8 quý vị nhé. Cái con đường tôi đang đi đây là con đường khoảng 6 mét, đường đá cấp phối quý vị ha. Thì khu vực này người ta trồng toàn là nhãn thôi, khá là nhiều nhà, nhà kia có nhà, đây cũng có một cái nhà, ở ngoài này khá là nhiều nhà nhé. Phía ngoài đây còn có một cái chỗ công ty người ta mua để làm cái gì đấy tôi cũng chưa biết, nhưng người ta xây kín hết rồi. Còn lô đất của mình là đây và dài sâu vào trong kia khoảng 80 mét mặt tiền cái đường đá này, 80 mét và sâu vào khoảng đây. Sâu vào hơn 40 mét, diện tích 468 nhé. Ở trên đất của mình trồng toàn nhãn, điện đóm vào đây rất là ok luôn. Đây, mức giá là 2 tỷ 2, 2 tỷ 2 mà có thương lượng với nhãn. Đấy thì lô đất chiều ngang cái mặt tiền được này là được 80 mét quý vị nhé. Trên trồng toàn nhãn đây. Trồng toàn nhãn xanh tươi luôn. Đấy quý vị mua về làm nhà vườn đấy là rất là ok. Cách từ đây ra tỉnh lộ 329 cỡ 1,3 km là tới đây quý vị nhé. Rồi, mức giá 2 tỷ 2. Rồi, xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.